Ở Việt Nam thì da trắng, mặt gọn, dáng thon, răng đều tăng tắp là tiêu chuẩn của cái đẹp. Thế nhưng tiêu chuẩn cái đẹp của phụ nữ trên thế giới lại không hề giống nhau. Vậy bạn có tò mò trên thế giới phụ nữ đẹp sẽ có đặc điểm gì trên gương mặt hay không? Hãy cùng blog đẹp tìm hiểu trong video này nhé! 1. Tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ của phụ nữ Nhật. Nếu như người Việt chúng ta thường rất ngưỡng mộ những người có hàm răng đều như bắp thì gọi là đẹp, thì ở Nhật Bản, tiêu chuẩn sắc đẹp của phụ nữ Nhật Bản chính là răng khểnh. Quan điểm cái đẹp của phụ nữ Nhật Bản thì cho rằng chiếc răng mọc lệch sẽ tạo nên sự duyên dáng và đáng yêu mỗi khi cười. Và bạn có biết hay không, họ say mê chiếc răng khểnh đến mức đã có rất nhiều cô gái Nhật Bản tìm đến các nha sĩ để gắn thêm răng khểnh đấy nhá. 2. Tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ của phụ nữ Padang ở Myanmar. Cổ cao cũng là tiêu chuẩn cái đẹp của người quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Một chiếc cổ cao thanh thoát sẽ làm cân đối cơ thể hơn. Tuy nhiên, phụ nữ dân tộc Padang lại sở hữu chiếc cổ dài so với kích thước của cơ thể, cho nên còn được gọi là hươu cao cổ. Quan điểm sắc đẹp kỳ lạ này khiến cho phụ nữ dân tộc Padang đeo vòng đồng ở quanh cổ. Họ quan niệm rằng chiếc cổ càng dài và thon gọn sẽ tỷ lệ thuận với nhan sắc của cô gái đó. 3. Tiêu chuẩn sắc đẹp của phụ nữ Hàn Quốc. Cũng tương tự như ở Việt Nam thì một cô gái có làn da trắng hồng mịn màng được xem là đẹp. Trái ngược hoàn toàn với những cô gái phương Tây có làn da nâu khỏe khoắn, đúng không nào? Và đối với người Hàn, làn da càng trắng muốt thì càng thanh tao và quý phái. Và đó chính là lý do vì sao có rất nhiều mỹ phẩm làm trắng da xuất phát từ Hàn Quốc. Và đây là quan điểm sắc đẹp của phụ nữ được xem trọng ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. 4. Tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ của phụ nữ Pháp. Phụ nữ Pháp coi sự tự nhiên là ưu tiên hàng đầu, thế nên họ thuận theo mọi thứ theo tự nhiên. Phụ nữ Pháp thường để mặt mộc, thậm chí họ còn khoe cả lông nách, lông chân khi ra đường. Quả thực, đây là tiêu chuẩn cái đẹp đặc biệt trên thế giới bạn nhỉ. Phong trào để lông nách đã được rất nhiều chị em phụ nữ ở các quốc gia khác nhau thực hiện rồi đấy. Bạn đã nghe đến hay chưa? 5. Tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ của thổ dân Maori ở New Zealand. Phụ nữ Maori có hình xăm ở cằm và trán, và đối với họ, đây mới gọi là tiêu chuẩn của cái đẹp. Thậm chí phụ nữ của bộ tộc Maori muốn thu hút đàn ông, họ phải xăm đi xăm lại nhiều lần bằng một chiếc đục chuyên dụng để hình xăm được bền với thời gian. Mặc dù trước kia đây là nghi thức thờ cúng thần linh, tuy nhiên qua thời gian nó đã trở thành tiêu chuẩn cái đẹp của phụ nữ tại nơi đây. 6. Tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ của đàn ông New Guinea. Da sần vỏ cây là tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ nhất trên thế giới. Đàn ông New Guinea thường trang trí cơ thể với rất nhiều vết sẹo lồi, tạo hình nghệ thuật và sần sùi như là vỏ cây. Và những dấu vết này sẽ tạo nên sự quyến rũ với nữ giới, tạo nên hình ảnh một người đàn ông nam tính và trưởng thành. Những vết sẹo lồi này được tạo hình ở khắp nơi, từ trên mặt cho đến trên cơ thể. 7. Tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ của người Mauritania. Ở Việt Nam thì ai càng thon thả càng đẹp, thì tiêu chuẩn cái đẹp kỳ lạ của người Mauritania là càng béo càng đẹp. Thậm chí để con gái của mình trở nên xinh đẹp hơn ở trong tương lai, các bậc phụ huynh nơi đây gửi họ tới những trại vỗ béo để mong con mình sẽ sớm lấy được thân hình tròn trịa đúng chuẩn. Quả thực, đây vừa là tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ mà cũng là cách làm đẹp gây hại sức khỏe phải không nào? 8. Tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ của bộ tộc Fula. Những phụ nữ châu Phi có tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ nhất trên thế giới, chính là vầng trán cao và rộng. Để làm đẹp, họ thường cạo hết phần tóc phía trên trán của mình để lộ ra phần trán cao bóng lưỡng. Đây cũng là cách để phụ nữ bộ lạc Fula quyến rũ đàn ông nữa đấy. Và ở Việt Nam mình còn đang tìm các kiểu tóc che trán cao, trái ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ trên thế giới này nhỉ. 9. Tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ của người Ethiopia. Sở hữu bờ môi dày gợi cảm là tiêu chuẩn cái đẹp của nhiều quốc gia trên thế giới. Và bạn có biết hay không, tại Ethiopia có tập tục đeo đĩa trên môi hay không? Đường kính đĩa càng lớn thì địa vị xã hội của cô gái càng cao. Chiếc đĩa gắn lên môi càng to thì của hồi môn từ nhà chồng càng nhiều. Dù đây là tập tục có từ thời nguyên thủy của bộ lạc Musi ở châu Phi, tuy nhiên nó vẫn còn được áp dụng cho đến ngày hôm nay. Đây là một trong những tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ nhất trên thế giới. So với những tiêu chuẩn sắc đẹp tại Việt Nam, thì những quan điểm cái đẹp trên thế giới kỳ lạ hơn đúng không nào? Mỗi quốc gia sẽ có những quan điểm về cái đẹp khác nhau, tất cả đều hướng đến thẩm mỹ của họ. Và bạn còn biết thêm những tiêu chuẩn cái đẹp kỳ lạ nào trên thế giới nữa hay không? Hãy bình luận bên dưới cho blog đẹp được biết với nhau. Đến đây thì video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.